David Beckham ở phòng khách sạn 23.000 USD mỗi đêm tại Qatar. Sau gần một tuần trú tại khách sạn sang trọng bậc nhất Qatar, David Beckham phải trả phòng sau khi thông tin về nơi ở của anh bị lan truyền trong cộng đồng người hâm mộ. Ngày 29 tháng 11, Daily Mail dẫn nguồn tin riêng cho biết David Beckham đã trả phòng tại khách sạn 5 sao Mandarin Oriental ở Doha, Qatar vào cuối tuần qua. Nguyên nhân do người hâm mộ tìm ra nơi ở của anh và lan truyền rộng rãi. Nguồn tin không rõ liệu cựu danh thủ 47 tuổi đã trở lại Vương quốc Anh hay tìm một khách sạn khác ở Qatar để tiếp tục theo dõi các trận đấu tiếp theo của World Cup 2022. Các nhân viên thích có anh ấy ở đây. Họ gọi anh ấy là Ngài David vì anh ấy tôn trọng mọi người và được mọi người tôn trọng. Những vị khách khác không nhìn thấy anh ấy vì anh ấy ở trong căn phòng xinh xắn giống khách sạn. Nghĩa là anh ấy không cần phải tiếp xúc với người khác. Anh ấy lịch sự và duyên dáng với nhân viên, cho thấy là người đàn ông tử tế. Ngài David là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất của bóng đá thế giới, thật vinh dự khi có anh ấy ở đây. Thật đáng tiếc khi anh ấy không còn ở đây nữa, nhưng tôi chắc chắn anh ấy trở lại. Ai sẽ không thích một nơi như thế này chứ? Nguồn tin trong cuộc nói. Trước khi trả phòng, David đã dành gần một tuần trú tại khách sạn sang trọng và đắt đỏ bậc nhất Qatar. Nơi ở của Beckham là căn hộ Baraha View, có giá 20.000 bảng Anh, đêm, gần 600 triệu đồng. Căn hộ nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, có khu vực ăn uống, nhân viên hỗ trợ cá nhân, sân ngoài trời, hồ bơi và phòng tập thể dục riêng. Beckham thuê đầu bếp riêng trong thời gian ở tại khách sạn 5 sao để được thưởng thức những bữa ăn đặc biệt không có trong thực đơn thông thường của khách sạn. Một trong số đó là món bò Kobe của Nhật Bản, được chế biến tái và ăn kèm mì ống. Ngôi sao người Anh ra vào khách sạn bằng lối đi riêng, có limousine đảm bảo độ kín đáo đưa đón. Các hoạt động chủ yếu của Beckham tại Qatar là dạo quanh Doha trên xe sang, trải nghiệm những nét văn hóa thú vị của thành phố và tham dự các trận đấu World Cup. Với tư cách sao hạng A thế giới kiêm đại sứ World Cup 2022, David Beckham luôn được sắp xếp chỗ ngồi trong khu VIP của sân vận động. Từ khi khai mạc sự kiện bóng đá lớn nhất thế giới, Beckham tham dự trận mở màn và hai trận đấu đầu tiên của đội tuyển Anh. Tại đây, anh gặp gỡ Rio Ferdinand, đồng nghiệp cũ ở Manchester United. David Beckham đến Qatar một mình, Victoria Beckham và các con vẫn ở Anh. Trước đó, anh ký thỏa thuận trị giá 150 triệu bảng Anh để trở thành đại sứ của Qatar trong 10 năm với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển du lịch, văn hóa và thể thao của quốc gia này. Quyết định này gây tranh cãi dữ dội vì cựu danh thủ được coi là biểu tượng đồng tính nhưng lại hợp tác với quốc gia phản đối LGBTQ+, cũng như bị cáo buộc đối xử bất công với lao động nhập cư và vi phạm nhân quyền.